nghe bài tin của ngày hôm nay bắt đầu nha. Thân ái kính chào quý khán thính giả của Phoconcept TV. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2021. Và như thường lệ, Andrew muốn gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị. Và chương trình hôm nay thì với góc nhìn của Andrew Lê, Andrew muốn gửi đến cho các bạn một số thông tin rất quan trọng trong tuần vừa qua. Và để mở đầu chương trình, tin thứ nhất đó là nói về cái vụ án của anh chàng cảnh sát Derek Chauvin, là người đã vô tình giết anh George Floyd ở Minnesota. Bản tin thứ hai liên quan đến buổi họp báo ngày hôm nay mà cô Jen Psaki nói về vấn đề vaccine cũng như một số các chương trình quan trọng của Nhà Trắng trong tuần vừa qua liên quan đến vấn đề vaccine cho các nhân viên ở biên giới. Và vấn đề thứ ba đó là một bộ phim video, không phải là bộ phim nhưng mà là một thước phim video của bài phát biểu của ông thống đốc tiểu bang Texas, một cái buổi họp báo ngắn tại vùng biên giới của Texas liên quan đến vấn đề các đoàn quân lữ hành, những người vượt biên qua biên giới đang xâm nhập vào Texas, và hiện tình của việc đó như thế nào chúng ta sẽ theo dõi sau đây. Và trước nhất chúng ta cùng lượt qua bản tin của Minnesota. Thành phố Minnesota ngày hôm nay đã quyết định là sẽ dàn xếp vụ kiện của gia đình anh George Floyd, một vụ kiện là tại sao cảnh sát của thành phố đã làm chết người, và đây là nạn nhân của George Floyd và gia đình của George Floyd đã lên tiếng. Trước hết thì chúng ta đi vào cái bản tin trước đó. Tòa án tối cao Minnesota bác đơn kháng cáo của ông Derek Chauvin, là người cảnh sát đã vô tình làm cho anh George Floyd đã bị mất mạng. Và cái việc bác đơn kháng cáo của ông Derek Chauvin đó đã hé lộ thêm một cơ hội để tòa án có thể thêm tội danh giết người trong cái chết của George Floyd là do chính Chauvin đã gây ra. Tòa án tối cao Minnesota đã bác đơn kháng cáo của cựu cảnh sát Minnesota Derek Chauvin hôm thứ Tư. Điều này đã khiến cho anh ta phải đối mặt với một cáo buộc giết người bổ sung trong cái chết của George Floyd. Chauvin, 44 tuổi, bị buộc tội giết George Floyd, là người 46 tuổi, bằng cách đè đầu gối vào cổ của Floyd hơn 9 phút khi anh ta bị còng tay và mặt thì bị đè xuống mặt đất trong tháng 5 năm ngoái. Cựu cảnh sát bị buộc tội cố tình giết người cấp độ 2. Ba cựu sĩ quan khác bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cũng sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào tháng 8 tới. Thẩm phán Peter Cahill của tòa án quận Hennepin đã công bố phán quyết trong một cuộc tuyển chọn bồi thẩm đoàn vào hôm thứ Tư. Cahill cho biết ông sẽ xem xét các phân tích của phán quyết vào thứ Năm trước khi sự lựa chọn bồi thẩm đoàn tiếp tục. Năm bồi thẩm viên đã được chọn. Phán quyết hôm thứ Tư có nghĩa là thẩm phán Cahill có thể tố thêm tội danh giết người cấp độ 3 cho ông Chauvin. Các nhà quan sát pháp lý cho rằng điều đó sẽ cung cấp cho bồi thẩm đoàn thêm một sự lựa chọn nữa khi họ xem xét khả năng gây án của cảnh sát Chauvin trong cái chết của ông Floyd. Ông Ted Samsell Jones, giáo sư của trường luật Mitchell Hamlin ở thành phố St. Paul gần đó cho biết thẩm phán Cahill gần như chắc chắn truy tố anh ta tội giết người ở mức độ 3. Quyết định bất thường và nhanh chóng của tòa án tối cao của tiểu bang cho phép việc quyết định của bồi thẩm đoàn được tiếp tục chỉ với một trục trặc nhỏ trong quá trình tố tụng thay vì trì hoãn vài tuần hoặc vài tháng trong khi xem xét kháng cáo của anh Chauvin. Tổng trưởng lý Minnesota, ông Keith Ellison, người có văn phòng truy tố hồ sơ của ông Chauvin, đã cho rằng quyết định hôm thứ Tư là một quyết định quan trọng. Ông nói, chúng tôi tin rằng cáo buộc giết người cấp độ 3 là công bằng và phù hợp. Chúng tôi mong muốn được đưa ra trước bồi thẩm đoàn cùng với các cáo buộc khác. Benjamin Crum là luật sư đại diện cho gia đình bên phía ông Floyd, cho biết rằng họ rất vui vì tòa án đã một cách dọn đường cho phiên tòa tiếp tục và ông Chauvin phải đối mặt với một án tội bổ sung nữa. Luật sư Crum nói thêm, phiên tòa rất đau đớn và gia đình cần kết thúc. Chúng tôi hy vọng rằng phiên tòa sẽ được tiến hành nhanh chóng
và mọi cáo buộc hình sự có thể được trình bày trước bồi thẩm đoàn. Hôm thứ Sáu này, một tòa án phúc thẩm đã quyết rằng thẩm phán Cahill lẽ ra không nên đưa ra cáo buộc giết người cấp độ 3 vào mùa thu năm ngoái. Phán quyết đã bị trì hoãn và việc bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn hôm thứ Hai vì bên biện hộ và bên công tố không đồng ý về việc một cái kết luận tội, và điều đó ảnh hưởng đến phiên tòa một cách trực tiếp. Mary Mariatti, cựu luật sư bào chữa công cộng quận Hennepin cho biết rất hiếm khi các bên và thẩm phán không biết cáo buộc là gì khi bạn dự kiến bắt đầu phiên tòa. Phán quyết trong trường hợp riêng biệt ảnh hưởng đến cáo trạng của ông Chauvin theo luật của Minnesota. Giết người cấp độ 3 liên quan đến việc thực hiện một hành động nguy hiểm cho người khác trong một tâm trạng bất bình thường. Mùa thu năm ngoái, thẩm phán Cahill phán quyết rằng cáo buộc không phù hợp với hoàn cảnh tương tự của Chauvin, vì hành động của anh ta tập trung vào Floyd chứ không phải ai khác. Điều đó phù hợp với giải thích trong một trường hợp luật khác, đó là vào tháng 2, một tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên cáo buộc tội giết người cấp độ 3 đối một cảnh sát Minneapolis khác là anh chàng Mohamed Noah, người đã bắn chết bà Justin Rustic Diamond vào năm 2017. Các hành động của bị can Noah chỉ tập trung vào bà Diamond mà thôi. Dựa trên phán quyết trong vụ Noah ở trên, các công tố viên trong vụ Chauvin yêu cầu thẩm phán Cahill buộc tội giết người cấp độ 3 trở lại. Thẩm phán Cahill lúc đó đã từ chối. Các công tố viên đến tòa phúc thẩm ở Minnesota yêu cầu tòa án giữ nguyên cách giải thích luật và khôi phục cáo buộc bổ sung. Hôm thứ Sáu vừa rồi, có nghĩa là hôm nay, tòa phúc thẩm đã cho biết thẩm phán Cahill không nên loại bỏ cáo buộc giết người cấp độ 3 vì phán quyết Noah vốn giữ nguyên điều đó và nó là một tiền lệ. Tòa phúc thẩm cho biết thẩm phán Cahill có thể nghe các lý lẽ khác từ những luật sư bào chữa của ông Chauvin về việc khôi phục cáo buộc, nhưng quyết định của ông phải phù hợp với tiền lệ như trường hợp của Noah đã nêu trên. Tòa án tối cao của bang đã đồng ý xem xét lại vụ Noah vào tháng 6 năm nay. Nếu Chauvin chỉ bị kết tội với tội danh giết người cấp độ 3 và tòa án xem xét lại hồ sơ kiện của vụ án Noah thì Chauvin có thể được trả tự do. Bà Mariatti nói, vấn đề đối với Chauvin, cô nói, là nếu khi anh ta bị kết tội, anh ta có thể kháng cáo, nhưng anh ta có thể ngồi tù cho đến khi điều đó được xảy ra. Và cái vụ kiện này nó cũng rất là lem nhem ở một chỗ là các quan tòa người Mỹ trắng cũng xử, và chúng ta không biết là bồi thẩm đoàn là những thành viên trắng hay là đen. Và một trong những cái điều mà các luật sư da đen mà họ đứng ra bên vực gia đình của Floyd thì họ nói rằng có thể lắm là các luật sư Mỹ da trắng họ sẽ bên vực cho nhau và cuối cùng cũng sẽ không đem lại cái sự công bằng cho gia đình của Floyd. Tuy nhiên, một tin rất là vui cho gia đình của Floyd ngày hôm nay được diễn ra, đó là thành phố Minneapolis hôm nay đã đồng ý sẽ dàn xếp vụ kiện này với cái giá đưa ra là 27 triệu đô la cho gia đình của Floyd. Kính thưa quý vị, hội đồng thành phố đã nhất trí thông qua việc giải quyết vào hôm nay sau cuộc họp kín, bao gồm một cuộc khoản quyên góp 500.000 đô cho cộng đồng xung quanh giao lộ của số đường số 38 và đại lộ Chicago, hiện được gọi là quảng trường George Floyd, nơi cảnh sát đối đầu với Floyd vào ngày 25 tháng 5 năm ngoái khi một nhân viên cửa hàng lợi ích tuyên bố rằng ông Floyd này cố gắng đã sử dụng tiền giả 20 đô la để mua thuốc lá. Một đoạn video ngoài cuộc ghi lại cảnh sát cho thấy cảnh sát Derek Chauvin quỳ gối lên cổ của ông Floyd hơn 9 phút. Floyd là người da đen và Chauvin là người da trắng. Đoạn video đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới về cái chết của Floyd và thúc đẩy cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc trên toàn cầu. Tôi hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ tập trung tiếng nói của gia đình và bất cứ điều gì mà họ muốn chia sẻ. Chủ tịch hội đồng Lisa Bender nói như vậy. Nhưng tôi muốn thay mặt toàn thể hội đồng thành phố gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với gia đình của George Floyd, bạn bè của anh ấy và tất cả cộng đồng của chúng ta, những người thương tiếc sự mất mát của anh ấy. Luật sư Benjamin Crum là một trong những luật sư đại diện cho gia đình ông Floyd, cho biết rằng đây là vụ giải quyết xét xử lớn nhất một sự kiện
oan sai về quyền công dân, và nó gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng cuộc sống của người da đen có ý nghĩa và sự tàn bạo của cảnh sát đối với người da màu phải chấm dứt. Luật sư Crum đã ca ngợi thị trưởng Jacob Frey và hội đồng thành phố Minnesota tại một cuộc họp báo và nói rằng cái chết của Floyd là một khoảnh khắc thay đổi đối với nước Mỹ. Đó sẽ là một hành trình dài dẫn đến công lý. Đây chỉ là một bước trên hành trình đòi công lý mà thôi, ông Crum nói. Điều này đưa ra một tuyên bố rằng George Floyd xứng đáng hơn những gì chúng ta có thể chứng kiến vào ngày 25 tháng 5. Và cuộc sống của Floyd là vấn đề được mở rộng ra. Mạng sống của người da đen cũng có giá trị. Black Lives Matter. Một trong những chị gái của Floyd, Bridget Floyd, đã tham dự cuộc tuyển chọn bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử ông Chauvin trong tuần này. Và bà nói hôm thứ Sáu rằng cô và gia đình hài lòng vì vụ kiện đã được giải quyết trước khi bắt đầu phiên tòa. Gia đình chúng tôi đã phải chịu một mất mát không thể thay đổi được, không thể thay thế được vào ngày 25 tháng 5 khi mạng sống của anh George bị một sĩ quan cảnh sát Minneapolis cướp đi một cách vô nghĩa. Cô nói trong một tuyên bố, mặc dù chúng sẽ không bao giờ được lấy lại, nhưng hình ảnh George yêu quý của chúng tôi sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ tiếp tục không mỏi mệt để biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn và an toàn hơn cho tất cả mọi người. Gia đình của ông Floyd đã đệ đơn kiện liên bang vào tháng 7 chống lại thành phố và 4 sĩ quan liên quan đến vụ bắt giữ dẫn đến cái chết của anh George. Vụ kiện có vấn đề với các biện pháp siết cổ, các chính sách đào tạo cảnh sát cùng những thứ khác. Nó sẽ tìm kiếm các khoản bồi thường và thiệt hại đặc biệt với số tiền sẽ được xác định bởi đội thẩm đoàn. Vụ dàn xếp này là một trong những vụ dàn xếp lớn nhất mà cảnh sát đã chấp nhận sai phạm. Năm 2019, Minneapolis đã đồng ý trả 20 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện về quyền công dân cho gia đình của Justine Russick Damon, một phụ nữ da trắng, bị một người cảnh sát Mohamed Noor, là một cảnh sát người da màu, bắn chết khi cô gọi 911 để báo cáo về những gì cô ấy nghĩ là một vụ tấn công tình dục xảy ra trong khu hàng xóm của ấy. Kính thưa quý vị, đó là bản tin về George Floyd cũng như là tiến trình tìm kiếm công lý cho những người da màu tại Hoa Kỳ là đất nước Hiệp Trung Quốc. Như chúng ta thấy, tại Hoa Kỳ có rất nhiều vụ án và đây là một trong những vụ án mà cảnh sát đã bị tố cái tội là giết người cấp độ 3. Ở Hoa Kỳ, các tội đại hình thì bao gồm là nhiều cấp độ, mà liên quan đến tội đại hình mà sát nhân thì nó có tổng cộng là khoảng 5 cái đại hình như sau. Thứ nhất là giết người cấp độ 1, giết người cấp độ 2, giết người cấp độ 3, giết người theo cái kiểu là giống như là vô hình, vô tình đó, là negligence, là vô tình cấp độ 4, và thứ năm là vô tình nhưng mà cấp độ nhẹ hơn nữa. Và như vậy thì trường hợp giết người mà cấp độ 1 có nghĩa là the killing of another human being with malice aforethought, có nghĩa là bạn giết người với chủ ý và với âm mưu rập tính từ lâu. Đó là cấp độ 1. Cấp độ 2 là trong trường hợp giết người một cách cố tình nhưng mà không có tính toán trước, có nghĩa là anh thấy cái anh chàng Mỹ đen này rất là gây cho anh bực mình, hoặc là anh có một cái suy nghĩ nào đó mà trong đó lúc đó không có bình thường và anh bực quá cho nên anh ra tay, hạ tay, hạ sát người này. Đó là cấp độ 2. Cấp độ 3 là anh hành động một cách rất là man rợ nhưng mà nó cũng không có một cái sự suy nghĩ nào đó và trong đầu óc anh là một đầu óc không có bình thường và anh là một người có dấu hiệu của một người bất bình thường. Cấp độ 4, anh có thể là một người vô tình giết người, anh không cố ý, giống như là anh chỉ đơn giản bắt người đó nhưng mà không ngờ là người đó đã chết, hoặc là một bác sĩ chữa bệnh cho một người mà không có ý để gây nên cái sự tổn hại về thân xác cho người khác nhưng mà vô tình làm chết người khác, thì đó là cấp độ 4. Và đơn giản là ở Hoa Kỳ thì các công tố viên họ phải chứng minh được rằng là cái sự sát nhân này nó có cái toan tính hay không, nó có cái ý định không, nó có cái mens rea không, có nghĩa là nó có cái toan tính trong đầu trước hay không, hay nó chỉ là một sự vô tình
gây tổn thương đến cái mạng sống của người khác. Cho nên trong trường hợp này thì tòa án cho rằng có thể là trong trường hợp anh chàng cảnh sát này vì cái lời nói bực tức hay là vì một cái thái độ bực tức vốn đã có sẵn trong cái máu của anh và gây đến sự thiệt hại thân thác của hoặc là mạng sống của tước đoạt đi mạng sống của anh George Floyd một cách rất là đáng tiếc. Nhưng mà cái hồ sơ chúng ta thấy rằng nếu anh bị công tố trong cái tội là giết người cấp độ 3 trong quá trình giữ trật tự cho thành phố hoặc là thực thi pháp luật, có thể rằng anh ta cũng sẽ được tráng án nếu hồ sơ của một cảnh sát trước đó được tuyên bố rằng là không có tội. Cho nên chúng ta tiếp tục theo dõi và coi sự tiến triển của hồ sơ này như thế nào, bởi vì ở Hoa Kỳ dầu sao đi nữa thì cái vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn còn đó, và cái cuộc chiến công lý giữa người da màu cũng như người da trắng cũng đang rất còn. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Tin thứ hai mà Andrew muốn gửi đến mọi người ngày hôm nay đó là buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc. Bản tin này có một số điều mà Andrew muốn tóm tắt lại như sau. Trong buổi họp báo sáng hôm nay, thư ký Tòa Bạch Ốc bà Jen Psaki thông báo rằng số tiền cứu trợ của dự án Rescue America mà ông Biden đã đưa ra và đã được Quốc hội thông qua hôm thứ hai vừa rồi và thứ ba vừa rồi sẽ được gửi ra trong tuần sau, chính xác là 1.400 cho mỗi người lớn và sẽ được chuyển vào tài khoản giống như thường lệ. Cho những ai quý vị không nhận được số tiền đã giúp trong thời gian trước, nhất là $600 vừa qua, thì quý vị phải khai thuế năm 2000 và quý vị phải nhắn rõ điều đó đối với cơ quan thuế vụ. Sau đó quý vị sẽ được nó được ứng dụng và trả lại trong tài khoản của các bạn giống như một số tiền refund, có nghĩa là được số tiền được tái trả. Thứ hai, trong buổi họp báo sáng hôm nay về chuyện vaccine, một người hỏi bà Jen Psaki rằng về vấn đề vaccine của Johnson & Johnson, các nhà lãnh đạo tôn giáo của Công giáo đã khuyến cáo các tín đồ rằng không nên sử dụng loại vaccine này vì nó được sử dụng và được thử trên những cái tế bào của những em bé đã bị phá thai. Thì cô trả lời như sau. Bà nói rằng có những thẩm quyền có tiếng nói riêng của họ và chúng tôi không phải là những tiếng nói cuối cùng hoặc có thẩm quyền tuyệt đối trong nội các của đảng Dân Chủ. Chúng tôi cũng rất lo ngại về chuyện lưỡng lự của công chúng trong việc tiếp nhận vaccine. Tôi nghĩ là chúng tôi là những nhà truyền thông khá hữu hiệu. Tuy nhiên sự tiếp nhận của cộng đồng là một chuyện khác. Nhiều cộng đồng, các màu da luôn có cách ứng xử khác nhau, mặc cho quan điểm chính trị của họ như thế nào. Tuy nhiên, họ cũng không cần phải mặc áo mang tên Biden hay là mặc áo mang tên Trump để nhận được vaccine. Bà tiếp tục nói, đối với những thành viên đảng Cộng Hòa, có thể chúng tôi không phải là những người truyền tin hữu hiệu cho họ, nhưng chúng tôi nghĩ rằng sự an toàn của cộng đồng không phải là vấn đề chính trị để có thể nói là tôi muốn hoặc không muốn. Điều thứ tư, bà cũng chia sẻ rằng có một người trong nhà báo đã hỏi rằng bà có biết bao nhiêu người nhân viên ở biên giới đã được nhận vaccine. Thì bà trả lời rằng tôi hoàn toàn không biết chính xác là con số bao nhiêu. Và đó là cái câu trả lời mà Andrew muốn các bạn nhận định và suy nghĩ. Xem thử cái câu trả lời này chúng ta có thể tìm được từ trong cái video tiếp theo mà Andrew gửi đến cho quý vị không nhé. Bởi vì cái video tiếp theo này sẽ cho chúng ta thấy rằng cuộc phỏng vấn của thống đốc Abbott, tiểu bang Texas, giải thích chúng ta và trả lời chúng ta như thế nào. Và sau đó Andrew sẽ quay lại với một cái lời nhận định. Xin các bạn theo dõi.